đi lòng vòng các bạn ơi. Hôm nay ghé vô tiệm Best Buy ha, vừa coi có gì mua không. Qua đường. Trời hôm nay cũng không có lạnh lắm, xe xe lạnh sơ sơ thôi. Tủ lạnh đẹp ha, nhìn dãy tủ lạnh đời mới quá chừng đẹp. Phèn mở đi. Phèn thử hả? Cái gì vậy? Bây giờ chụp đó, em muốn chụp. Bây giờ anh dậy rồi, sao đến đâu cái đồ nào đâu, nó có ăn xe không ra đây con. À, gần 60 đô một cái đó. Mấy đứa nhỏ này mình lại thích cái máy chụp hình này, chụp xong rồi rửa liền nè các bạn. Kevin muốn coi tủ lạnh hả? Kevin coi tủ lạnh làm gì vậy? Kevin có mua không hả? Nè con muốn uống gì bấm vô đây. Tủ lạnh hiện đại nè các bạn. Muốn uống, muốn ăn cái gì bấm vô đó. Wow, đẹp quá ha. Tủ lạnh đẹp không các bạn? Tủ lạnh này khoảng 4.000 đô ha. 1.000 đô là 24 triệu. Kevin mở tủ lạnh nhiều quá ha. Tủ lạnh thấy cưng chưa? 4.000 đô ha. Gần 100 triệu đó. Wow, đẹp quá vậy. Đi mở tủ này thử. Con thích tủ nào? Tủ đó hả? Không mở xíu. Mở xem sao. Thích không? Con thích không? Mua cho con cái nha. Ok. Ờ, cái đó là microwave. Oven nè, oven nè. Oven dưới này nè. Bếp nè các bạn. Cái bữa nữa mình cũng thay đổi cái bếp. Bếp này mình nấu nhiều quá các bạn. Cái mặt kiến này nó hư luôn. Ở nhà mình á. Còn bếp này thì bếp ga nè. Bếp điện thì nấu nó gọn hơn. Chụp hết một con. Cháu ấy muốn chụp một cái. Cái này gấp 2 lần. Mua cái máy chụp hình rửa lấy. Nó thích màu xanh. Thích màu xanh. Màu trắng. 60 thế vô là 60 mấy đô. Cái máy. Về chụp, về review thử nha. Cái headphone này mà 300 đô nè các bạn. Mắc ha. Này. Cái nghe tai thôi mà gần 7 triệu. Hai chục chicken nugget hả? À, biết hai chục miếng anh có ăn với em không? Thêm rắn nữa. Có. 20 piece chicken nugget with hot sauce ketchup. With what? The hot sauce. Ông xã mua cho mình 2 miếng. 20 miếng. Gà, gà chiên. Lấy sốt cay cho mình. No sauce. What's that? No sauce on burrito. And a cup of water. That's it. Alright, that'll be 19 for another thing. Đi chút xíu là mấy đứa nhỏ đói bụng thì thích ghé vô McDonald's ăn một ít khoai tây rồi. Ăn hai đứa gái mình thì hay ăn cái phô mai cuộn với thịt gà các bạn, ở trong cái bánh bắp á, thì mình cứ order xong rồi mình đưa ra ngoài sau cho mấy đứa nhỏ ăn, rồi còn một ít thì mình ngồi trước mình ăn như vậy đó các bạn.
Đó, đây cũng là thói quen mà cũng rất là thú vị. Khi mà đói bụng được ăn khoai tây chiên hay cái gì trên xe thì cũng mười mấy năm rồi như vậy đó các bạn. Tới bây giờ vẫn còn. Đó, cứ bóc miếng ăn, sau đó rồi quay sang đút cho ông xã mình ăn nữa. Năm 12 năm rồi cứ vậy thôi. Ông xã lái xe cứ mình ăn miếng, ông xã ăn miếng mà mình không dám đưa cho ông xã cầm tại ông xã đang lái xe đó. Thì mình đút cho ông xã ăn, nhìn cũng vui ha các bạn. Đó, cái cảnh này thì hay 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 có thường xuyên lắm. Khi nào đói bụng mà mình thích ăn á, mà đã nổ thì mình ăn như thế này nè, như ông xã kìa. Hôm nay mình mắc quay phim cho nên mình không chồm tới sát, chứ bình thường là mình đút cho ông xã ăn á, mình đưa cho ông xã ăn á thì mình chồm sát hơn, ông xã không có quay đầu như vậy đó. Ngồi trên xe cái mặt trắng bóc luôn. Thì hôm nay cũng rất là mệt các bạn. Đi chợ mấy chỗ mua thức ăn rồi mua đồ ăn đồ uống rồi quay phim cho nên mình mệt, mình ít nói đi các bạn. Hả? Ít nói thì ăn nhiều vô ha. Hả? Cái miệng. Mỗi lần mình ngồi mình làm video lúc nào cũng hơi đó đói. Thì nhất là mình làm những cái video mà mình ăn á thì mình lại thấy thèm ăn quá chừng. Thèm ăn nhiều thì dễ bị mập. Chụp hình này về chụp để rửa liền nè, mở thử xem sao ha. Có lấy dao lấy gì mở không anh, cứng nhắc vậy, té luôn hả? Chụp hình rửa liền các bạn, đứa con gái mình nó thích. Đây là cái gì để ăn, màu hả, cái giấy màu, cái giấy để rửa ra hình đó các bạn. Hai cục pin, cái máy bự quá trời nha. Đó, mua như vậy 60 đô, xong rồi mình mua thêm cái hộp mực này nữa là 15 đô nữa, là thuế vô là gần 86 đô đó các bạn. Giờ làm sao anh? Giờ làm sao? Bỏ gì vô? Nè, bây giờ mình mở ra xong mình bỏ này vô. Anh bỏ pin vô trước chứ hả? Anh tháo pin. Nè các bạn. Mở ra rồi bỏ cái giấy rửa hình vô. Nhìn máy cũng dễ thương ha. Bỏ sang, bỏ đi. Nhưng cô quay thằng cái cục này cho đây này. Đúng không? Hai bự rồi. Cái cục này ở dưới. Hai bự hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, các bạn giờ chụp thử ha. Cho pin vô. Cho pin vô nè ha.
Bên gỡ đường nè. Đâu, chụp không đi. Sao? Tay chụp hay. Bỏ pin vô, chụp thử cái tấm đó các bạn. Xem có đẹp không ha. Chụp cái bên này, nhìn vô nè. No, cái đêm. Thôi, muốn chụp, muốn chụp. Cảm ơn nhé. Cái chìm trúng cái tâm nha. Chụp lại đi. Đó. À, đăng lên. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó, đăng lên đó. Giờ mới rửa ra nè. Cũng vậy thôi à, sao tối thui vậy? Mẹ con mình chụp nó đang rửa từ từ nè các bạn. Từ từ nó sáng lên nè các bạn thấy không? Ừ, từ từ. Thấy chưa? Thấy nó chụp rửa không? Đó, đẹp rồi nè. Có cần lột đâu không anh? Chắc để cho nó khô với lột chứ không lột sớm. Đó, tấm hình hồi nãy chụp nè các bạn. Nó rửa từ từ nó sáng lên từ từ ha. Còn cái tấm này thì mình chụp đầu tiên nó chỉ ra cái tấm nhựa thôi, còn cái này dễ thương không? Thấy mẹ chưa, thấy mẹ với chị chưa? Con nhìn vô lỗ nào chỉ cho con đó anh. Phải cách chụp gì? Thấy chưa, thấy chị Vy với mẹ chưa? Chưa. Con nheo một con mắt lại. Nhìn một con thôi, thấy chưa? Anh quay có thấy Vân không vậy? Thấy chưa Vân? Con phải nheo con lại, con không biết không vậy? Nè Vân, nhắm bớt con lại tự nhìn vô. Không thấy sao chứ? Chắc đó, đúng rồi. Đúng rồi. Thấy chưa? Thấy không? Nó che chỗ nào mà mờ vậy anh? Rồi bấm đại đi con. Đây, rõ bên kia kìa. Từ từ rõ bên kia kìa. Từ từ nó rõ bên này nè các bạn. Đó, xem từ từ nha. Ra. Vâng. Xem từ từ rõ nè. Sao có gì vậy? Mấy phút ạ. Từ từ đang rửa. Để cho các bạn xem nè. Thấy cột mà nó nhầm sai vậy, quay bên kia. Đó, đang lên từ từ nè các bạn. Thấy không? Ai? Bì bưng má. Rõ rồi. Nhanh ha. Đang rửa hình á, rửa hình tự động các bạn. Cái máy nè. Chụp được 10 tấm. 10 tấm là hết hả bạn? Ừ, 12 cục. No, 2, 1 cộng 18 thì 15 đô là được 20 tấm hình. Các bạn, hình thì rất là nhỏ. Mua như vậy chụp để cho vui thôi. Chứ nếu mà mình ra chợ mình rửa một tấm hình bự gấp 4 lần như vậy chỉ có 30 cent thôi, chưa tới 1 đô la. Mà mình chụp như vậy tính ra gần 1 đô la một tấm đó các bạn. Rửa tại chỗ cho mình luôn ha. Đó, cũng vui. Cái này đang rửa từ từ nè, sắp sáng luôn rồi nè. Này bé Vy với mẹ nè, còn này bé Vân với mẹ nè. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.